Hello anh Thơ Quang. Hello Quỳnh ơi. Cảm ơn những người đến được kèo á. Không phải á. Rồi cái đề tài này nè. Thường thường như cái lúc này này á, thì ví dụ như cơ quan truyền thông trong nước đó là gì đó, họ dùng cái từ gọi là đón kiều bào về nước đúng không, hoặc là những kiều bào xa quê hương đại khác dùng từ kiều bào đi đúng không đó. Thì có một cái bài bữa là có một cái bài viết nói về cái vấn đề mà cái tuyến metro của Sài Gòn Suối Tiên đó Việt ra. Thì họ đăng cái tựa đề vào về nước trải nghiệm là giống như là trải nghiệm cái tuyến metro đó thì đại khái nó vậy đi, người ta đưa tin, nói chung người ta chỉ đưa tin vậy thôi mà người ta dùng từ kiều bào thì có những thành phần vào comment á, bình luận á, thì không biết là cái tư tưởng như thế nào, nhưng mà comment nữa nó bình luận như thế này nè, mình đưa sơ qua cho người xem cái nick và cái dòng bình luận rồi mình sẽ đọc. Thấy chữ nghĩa không? Thấy không? Đó, ngày xưa gì đó vân vân thì lùng bắt gì đó đó, thì để mình đọc như vậy, đọc lại nguyên văn cái là bình luận đó của cái nhân vật này khi đề cập vài cái hai cái từ kiều bào á. Ngày xưa ông cha vượt biên thì lùng bắt như tội phạm, giờ Khải Hoàng nghe nói nha, giờ Khải Hoàng về nước thì được gọi là kiều bào. Vượt ra với mọi người, thí dụ như là các chú được kèo đó, nghĩ sao về cái câu này? Đúng không? Giờ Khải Hoàng về nước thì được gọi là kiều bào. Ngày xưa đi vượt biên thì bị đồn bắt với tội phạm. Thì cái hàm ý của người đưa ra cái câu này thì theo mọi người nghĩ thế nào? Theo Việt Lai thấy thế nào? Nhờ Khải Hoàng hả? Bây giờ tức là lúc trước á, tức là đại khái là cái hàm ý của hắn ta là lúc trước khi mà vượt biên đi á thì bị lùng bắt như tội phạm vậy á. Còn bây giờ Khải Hoàng là mình hiểu cái câu Khải Hoàng là gì, giống như là vinh quy bái tổ, là làm cái gì đó nó hoành tá càng lắm. Bây giờ là giống như hồi đó cái câu gọi là hay là đổ trạng nguyên đại khái vậy đó, thành danh thành gì. Mà hồi xưa đi thì đi rồi ai về thôi, chứ nhà nước đâu có bây giờ nhà nước chỉ có mở mang đất nước phát triển thì ai muốn đi, ai muốn về thôi, chứ có bắt lôi kéo ai phải về đâu. Đúng rồi. Mà ý ở đây mình bắt đầu là dùng từ Khải Hoàng. Người Việt Nam đi, người Việt mà sống ở nước ngoài về thì kêu là Việt Kiều thôi chứ sao? Đúng rồi. Thì anh có gì đâu, nghe cái câu đó giống như là quốc ức tức tối chuyện gì mà. Có vẻ hơi chọc quái đúng không? Hơi chọc quái đúng. Thì anh mới vào anh comment thế này. Anh thấy mất cười quá, mà mới nói lại mình thấy là với cái thằng này nó cũng tào lao bí đao rồi, dùng những cái từ ngữ và cái thái độ đó mình thấy là không ổn rồi đó. Trời ơi anh ơi, nhiều người luôn á, họ không về được, họ có cái gì đó họ tức tối rồi họ chê bai rồi họ gì đó móc ngoáy chuyện đó, em thấy nhiều cái bà nó đi đó. Thì đó thì anh mới vào anh trả lời, anh tương tác trả lời, anh mới nói như thế này nè, vậy thì kêu đừng về. Sao anh nói không, sao anh nói ngược ngạo vậy? Ngày xưa đó, lúc đất nước nghèo khổ á, thì bỏ đất nước ra đi để tìm cái bến bờ gì đó, đúng không? Thì đó là nguyên tự do. Và cái họ nghĩ gì đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Còn bây giờ đất nước phát triển á, không? Thì anh cũng hơi nặng lời chứ, anh hơi nặng lời tí nữa, bởi đất nước phát triển á, thì mò và ăn ké. Không phải tư duy cái bọn, cái tư duy của bọn đu quàng tụi mày béo ấy, giờ lớn nổi hết á. Ở đây chúng ta phải hiểu, ở đây họ gọi cái từ kiều bào có nghĩa là theo tôn chỉ, đánh kẻ đi chứ không ai đánh người trở lại. Và rõ ràng là gì,
bây giờ họ có như thế nào đi chăng nữa thì họ không thể chối cãi nguồn gốc của họ là gì, người Việt Nam, đúng không? Kể cả cái đất nước Việt Nam bây giờ cũng vậy, không cần biết ai quản lý, ai đang cầm quyền, cũng không thể chối bỏ được những con người đó nguồn gốc là từ Việt Nam, đúng chưa? Thì ở đây họ dùng cái từ kiều bào là hoàn toàn bình thường. Còn ngày xưa là tại còn tại sao họ lùng bắt, họ lùng bắt còn đỡ đó nha, họ lùng bắt là còn đỡ đó, gặp gác quốc gia mà họ gọi là nó thẳng tay hơn đó, bắn bỏ, đúng không? Đây có nghĩa đâu, cái đó là gì? Phản bội tổ quốc, đúng chưa? Chuyện đã là nằm trong tội danh phản bội tổ quốc rồi, không lẽ họ không bắt hả? Anh hiểu là như vậy, nhưng mà là sao? Nói cho cùng á, mẹ cũng mắt nhắm mắt mở không, cho nên mới đi hơi bị nhiều được. Thực ra cũng nhớ không, nếu chúng ta nhìn, nhìn một cách mà sòng phẳng với nhau á, mắt nhắm mắt mở là nếu mà Việt Nam làm rồi. Cao đánh khẽ thôi, cao đánh khẽ thôi, đâm ra là đi hơi bị nhiều, mẹ chứ rồi đã thẳng tay phát xít rồi, đi được không? Lúc đi không bê luôn mẫu mã ông bà đi luôn, thì giờ khỏi về cũng chết thằng Tây nào. Chính xác, vợ phèo nói vậy giờ còn chưa suy nhê. Mẹ nó đi mấy chục năm mà nó qua đây, nó thời thốt, nó bằng mọi cách nó về, nó lật đổ, nó lập này lập kia, tốn biết bao nhiêu tiền của để chống phá Việt Nam. Mẹ cho tới khi nó chết đi, mới cuối cùng cái mồ mã của nó nằm ở Việt Nam, thì làm sao cậy vậy? Nói cái vụ phải đem đi đem đi cái lắm cho bạn cái tay à, mồ của nó nằm ở Việt Nam rồi nó đem về luôn chợ đó. Dạ. Chống cho dữ vô khi nằm xuống là cũng là phải gửi nắm cho bạn ở Việt Nam mới kẹt gì kỳ vậy. Thì thôi mẹ lên Mỹ luôn đi, em gửi ở bệnh viện đi cho nó xong, chơi vậy nó mới ngầu chắc anh. Thì mình thấy thực ra ở đây vấn đề là có một hai cá nhân cái chuyện đó hoàn toàn bình thường, hoàn toàn bình thường, mình thấy không? Mà nhân qua câu chuyện này á, là làm gì để chúng ta căn cứ vào cái bệnh này đó để chúng ta ở rộng ra, chúng ta chia sẻ ra những góc nhìn nó rõ hơn một chút, đúng không? Để cho những phần sau họ nhìn vào họ phải biết nhìn nhận lại chứ, họ mới phải nhìn nhận lại chứ, nó nói thẳng một câu luôn, tại sao họ dùng từ kêu bằng nói với chị hoàn toàn bình thường, giống như mình nói đơn giản như việc trong gia đình mình thôi nè, trong gia đình mình thôi nè, đúng không? Ví dụ có đứa con nào đó rồi mới nó ngộ ngáo, nó ngáo ngược quá như thế này thế nọ rồi đồ nó bỏ nhà đi bụi đời ha, nó bỏ nhà đi bụi đời, hoặc là nó bỏ nhà nó đi đâu đó, thì rồi hỏi việc ra mọi người, chứ lúc đó thì mình phần làm cha làm mẹ hay làm anh làm chị gì đó, mình cũng nổi nóng chứ, rồi nó bảo thôi cái thằng chị đánh mày muốn đi đâu mày đi, đúng không? Đúng rồi. Còn bây giờ ví dụ như là quả một thời gian nó bỏ đi rồi, bắt đầu nó thế này thế nọ, nó cảm thấy cái gia đình nó vẫn là ok, cái quê hương rồi cha mẹ lại là vẫn là gì đó, mặc dù nó không mở miệng nó lên tiếng nó xin lỗi hay là nó thú nhận gì cả, nhưng cái hành động nó quay trở về là cái gì, là nó thừa nhận là nó sai rồi, ra công nhận không? Thì hỏi chứ bây giờ làm việc ra làm cha làm mẹ, không lẽ việc ra nó thôi thằng chị đánh mày đi luôn đi, mày đừng về đây làm gì nữa, đâu có vậy được. Đúng rồi. Lúc đó phần làm cha làm mẹ ra rồi, trời ơi con hả, sao giờ này con ốm quá, hay giờ này sao này con khóc khát quá, con có khỏe không, thấy không? Thì thôi vô nhà đi, về nhà đi, chuyện hoàn toàn bình thường, có mẹ đâu, thôi vậy không mà cũng khỏe mang cái tự bảo đảm mấy ngày là khỏe. Đấy, nghe ấm trà cái bưng ra anh cái ấy trà pha trà ra cái với thành phần nghe đại địch thì đó thì đem ra ăn luôn, nghe chi quốc quy thì nghe bao que sổ lá rồi mới nó đâm chọt thì nó mang cái tư tưởng đó thôi, nó mang cái dòng suy nghĩ mà gọi là nó lệch lạc như vậy. Anh Vũ Trọng Đại, đúng rồi, Trọng Đại.
Thì em nãy giờ em coi lùm lum tà la hết cho nên em hơi ấy ấy tí xíu. Giờ bắt đầu nhập vô kiếm gì nhập vô nói coi. Thì giống như nếu mà nói về giống như nãy anh Thơ Quang nói mà đất nước mình mà hồi xưa mà nói về sao ta mình kêu là gì, mấy anh chị em kêu là gì mà cái gì kêu là khó khăn căng nó Nghèo khổ. gì không phải nghèo khổ giống như khắc nghiệt khó giống như mấy nước mà ở bên Trung Đông rồi hay gì nhớ kêu là gì ai ai mà làm cái gì ấy quá khó quá Quân thì kêu là gì ta, phiệt đi, tôi gọi là quân phiệt đi. ví dụ như chính phủ nước mình mà nó mà làm căng đi khó giống như mấy cái nước kia đó thì dễ gì ai được đi cho tới bây giờ đúng không? Ủa Đúng mà thằng rồi. nào mà đi hả mà ba lên xuồng lên ghe vượt biên ra rồi hả, ủa khỏi cần bắt về nuôi chi cho mệt, má tao cứ bắn rồi mẹ tao bắn bỏ bắn chết rồi sao có ai làm gì đâu, có ai làm được gì không đó, cái thời đó thời điểm đó thử coi mẹ, nó làm gì mà có đông người ở bên nước ngoài tứ xứ tới như bây giờ, cái thứ gì cũng đi 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 rồi bây giờ ùn ùn kéo về rồi cái thành phần mà nó không về được hay cái gì đó chống phá thì nó lại này kia này nọ Mà mệt mắc cười việc trai phải không? Mà hi hi mới nhận được tin tức mới à. Đó mừng ai quá nhận được tin ghê mới hả, việc gì đây Việt trai Nam nhận được vé hay gì lên kể nghe anh trai. vé máy bay à. Đúng không? Mình mắc cười đây là nè. Tức là nó dùng cái từ bây giờ Khải Hoàn trở về. Khải Hoàn À, Khải Hoàn quá trở về thì gọi là kiều bào. Đổi cái từ Khải Hoàn thôi mình thấy mắc ỉa, xin lỗi. Kể cả bạn có thực sự Khải Hoàn đi chăng nữa, cá nhân đó có thực sự Khải Hoàn đi chăng nữa thì mang cái sự vinh quang Khải Hoàn cái gì cho gia đình của bạn, chỉ có mang gia đình gì mang cái gì cho đất nước đâu, hoặc là mang về cho cái này kia đâu, đúng chưa? đúng rồi. Đúng không? Giống Mẹ như mắc cỡ giống như tiền đồ gửi về cũng vậy, đó kêu là là y chang. Đúng không? kêu Ờ, y kêu chang có kiều hối gửi về là gửi về chứ cũng về cho tí tỷ kia em không khác gì hết, đồng tiểu thiệt em là người cũng gửi về nè, em gửi về rất là nhiều nhưng mà em gửi về cho ba mẹ em trong gia đình em thôi chứ có ông cộng sản ông nhà nước nào ăn được đồng nào đâu. mất Nó nói thẳng là vậy, gửi về cho gia đình mình không à. À còn còn ai như cái đám kia, ủa má nó về nó vơ vét nó đem đi đèo mẹ đúng không, nó về nó làm ăn hay gì đó rồi nó vơ nó đem đi nó về nó ca hát rồi nó lụm tiền của mình, ủa má nó đem qua bên đây nó trả chi phí biểu cuộc sống của nó bên này, trả bill nó đóng thuế biểu nó trả đem, tiền thuế anh thử nghĩ coi nó về Việt Nam nó ca hát nó lụm tiền nó đem qua đây nó đóng thuế má thấy chơi chơi kiểu đó là thấy hơi 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 kỳ kỳ rồi thấy chưa. à, nhưng mà khỏi mà sao để nó mất dạy cái chỗ nữa cái gì. À, nghệ sĩ với khán giả là sòng phẳng không ai nuôi ai hết đó đủ Nghệ sĩ khán giả sòng phẳng không ai nuôi ai hả? à, giống như là ý là nó phải nó có công nó phục vụ thì nó lấy tiền lại vậy thôi chứ không ai nuôi ai hết, không ai gọi khán giả cũng chẳng có công lao gì tới nghệ sĩ hết đó. Má thằng nào con nào phán ra một câu nghe rồi sao nó nghe nó chổi chổi nghe nó lạ lạ kỳ Mẹ, thật kỳ ta. mắt cho nắp cái gì ổng khoe ông kêu là ông có tin vui kìa, Không có là tin ông có quyết định không có tin vui mà ông im luôn rồi ông mới lấy được visa của bà chị hay sao đó. của công ty Của công được đặc ty phá hả? gì anh mà được đặc phá gì Nam làm luôn mới ghê nằm dùng luôn ở Nếu mà được vậy thì ngon. em quá phá rồi
em được làm cho công ty nào đó mà ấy thì chắc em cũng ráng em nghêu ngao coi làm sao coi công ty đó kêu nó về Việt Nam, còn cái này mình chả làm cho ai cả, cho nên khi vui Này. thì vỗ tay, vào đến khi hoạn nạn thì nào thấy đâu. Đúng rồi đó Đúng là bạn đó đúng chứ, làm gì ngoài phải biết gì đất nước nghèo khổ à, mưu sinh vì này vì kia đủ mọi lý do tìm cách bỏ đi cho bằng được, đúng không? Còn những người ở lại họ mới chung tay đấu cật để họ xây dựng được nước như ngày hôm nay. Chúng ta sòng phẳng với nhau ở cái điểm đó đi, chứ đâu phải như anh nói rồi. Cái vấn đề ở đây là gì? Chúng ta không thể phủ nhận chối cãi lẫn nhau được, đúng không? Nói gì thì nói, ông cũng là đầu ấy dòng máu người Việt, gốc gác người Việt, thì ngược lại đất nước cũng vậy, cũng không thể phủ nhận bỏ ông, đúng không? Là không phải người Việt vậy thôi. Rồi. Việt Nam mình em thấy là em sống vòng vòng rồi này kia bên đây rồi bên Việt Nam rồi, em thấy Việt Nam mình là quá là kêu là open á, là quá mở mở cửa thoải mái luôn á, đủ các kiểu luôn á. À, Tôi đơn muốn giản là về Việt tôi muốn làm gì Nam là quá dễ, nhiều khi thấy quá dễ luôn. đơn giản như cái vụ này thôi là Việt Nam mọi người thấy rất là rõ nhất này, sao Ly giống cái bự. bà Khánh đi đi to mồm á, tuyên bố còn cộng sản tôi không về, bây giờ nếu về cộng sản thí dụ cộng sản họ họ thường dạ họ hẹp hòi rồi, ủa mày nói không có còn cộng sản không về, mày về đây chi đúng Họ không chưa? về hết, chờ đó mà không về. Một cái thằng Đan Nguyên cũng vậy, Việt Nam tôi đâu rồi đó, mày về đó có gì Nam của mày đi trình mình Kiều có mất đâu, nghe. nó có mất cái tay cho tao đâu, cái Đâu cần tao Kiều ơi về, để cho bao nhiêu người Việt kiều nè, bao nhiêu người họ về, họ cho nó biết là Việt Nam tôi đây, cho nó biết coi Việt Nam nó ở đâu. lao ngập ba cái đồng tiền của tụi ba que xỏ lá vô cái là múa theo ý tụi nó, cứ nghĩ như vậy là vinh quang, đúng không? Lúc mà nó làm việc làm những chuyện như vậy thì nó cho rằng đó là vinh quang. Thằng gì nữa, không những thằng Đan Nguyên còn thằng nữa cũng ráp vô với cái đám đó, cũng Việt Nam tôi đâu rồi gì, một cánh tay đưa lên hàng ngàn cánh tay Ông rồi nó đưa lên đó. Thằng gì gì, thằng gì cũng lùng lùng thấp thấp à, Nguyên Khang. Mẹ nó cũng vừa rồi cũng mò về đó, lu su bu thấy mẹ. cái sơn này chị cái Đấy sơn đó, thằng khứa đó từ xưa đến giờ là em không kết thằng khứa đó rồi. Ôn quá thằng khứa đó lâu lắm rồi à, từ lúc mà khứa mới qua đây khứa hát là em chả bao giờ em nghe, hay là em không bao giờ em kết mày nữa. Anh Thư Quang nói đi, cho em vô nhà em lấy cái này cái em ra liền. Anh Thư Quang nói chuyện nha, cầm cầm giùm em đi. cái đó thực ra mày cứ lúc mà nó hành động cái việc như vậy nó nghĩ là nó giỏi nó hay thực ra như mới ngu nó khác gì đó ngu là gì là bị người khác gì dây kích động là làm theo bất chấp ra như tắt tiếng hay ta còn nghe tiếng em không đó lúc còn sức thì đem xác qua phục vụ mấy con mẻ đến lúc mắt mờ răng rột rồi về Việt Nam làm kính trồng răng má nghĩ mà cay ok cảm ơn mắt thì em thấy Việt Nam có đưa ra tín hiệu là tắt tắt mic em tưởng là tắt luôn tắt mic bên em luôn cũng được mà nói gì nói chứ nếu mà đúng như vậy thì chúc mừng ông anh nha, giết anh rồi đó, giết anh rồi đó, gì chứ
về làm việc ngay trên quê hương mình nữa thì thôi là còn gì bằng, đúng không? Còn gì bằng. Chứ này là ông chú bắt của ông Phèo trẻ ra, Phèo ơi. Hồi sinh, đó, hồi sinh. Đúng nghĩa hồi sinh luôn á. Tươi hẳn lên. Về trồng răng là không chứa nha. Trong đó đủ rồi. Đâu còn thiếu răng nào nữa đâu. Nói chung là ông già ông trồng cái gì cũng được đó. À, chỉ yêu cầu là ông già đừng về đây ông trồng người thôi. À đây rồi. Trọng gì anh? Mới quay ra nghe anh nói trọng gì, trọng người, trọng gì ghê vậy? Bác nào? Đâu, phèo đó phong long vậy mà. Phong mấy anh, mấy chú Việt Kiều đó, chú còn trai trẻ sung sức đó, thì qua nước ngoài phục vụ Tây. Ừ. Rồi khi đầu chọc, răng đục ấy quên, đầu bạc, răng rụng á. Ừ. Thì về em đi trồng răng. Ừ. Là cay lắm nha, ý phèo đó vậy. À. Phèo cái phèo đâu nó ai đâu, nó phong bông mà. Về sửa ống nước được kì kìa. À, ý phèo đó là về sửa ống nước thì được, chứ đừng có về trồng răng. Đúng không? Về trồng răng là nó cay á. À. Đúng rồi. Tôi trong là đất nước Việt Nam mình đó. Trên thế giới này hình như không có cái chỗ nào giống như ở cái sân bay Việt Nam này. Nó đông, nó vui, dễ sợ hơn. Vừa đáp xuống sân bay là thấy tình người ấm áp từ trong ra ngoài. Đúng rồi. Ừ. Thấy nó đúng là có một cái gì đó gần gũi đâu rồi, cho nên đi, bởi vậy đi đâu cũng thấy nụ cười đó, đi đâu cũng thấy nụ cười, đi đâu cũng thấy vui hết. Giờ mình lạng qua châu Âu mình ăn Tết coi. Kìa. Chứ ở đang mặt coi, mặt coi làm gì mà hình ra đường thấy được nụ cười. Đúng không? Đúng rồi. Làm gì được? Thứ nhất là cái gì biết không, lạnh quá, cười không nổi luôn, ở đây răng rụng hết mẹ cười ai coi. khó lắm. Ngày mốt còn đi nữa, qua gần chỗ Việt Trai luôn kìa, còn xong đâu tới mới ấy hả? Tới mai mốt còn đi nữa, qua gần chỗ rồi ok. Công chuyện luôn rồi đó. Qua tới đây là có công chuyện luôn đó. Quá dữ luôn. Anh bắt lên kể chuyện nghe coi. Ông này thiệt tình. Lộn lên. Mừng quá rung hết trơn, không nói được cái gì. Ông Di Tân vô. Không biết đâu rồi. Em nhắn là không thấy trả lời, tối hôm qua có nói chuyện qua lại chơi với anh chút mà không biết giờ cũng chạy đâu mất rồi. Không cho lên hả? Ủa gì kỳ vậy? Em đang gửi mời anh mà. Đó, thả càng xuống cho anh ngon lành luôn mà sao kỳ vậy ta? Hay là cái phone anh không có cái camera? Mời cái phone của anh hiện giờ em đang bấm anh lên mà không thấy camera. Hồi nãy em có mời rồi đó, không thấy. Em bấm nè. Rồi, mời anh lên coi. Đây nè. Add. Nè, add là thêm nè. Gửi lời mời, invite nè. Đó, đang mời đó. Đó.
unable to add gas. Ủa sao kỳ vậy ta? Mà không được. Anh bắt ảnh có gửi lời mời luôn nè mà không không mời ảnh lên được ta. Kỳ à. Ủa kỳ. Dạ hay là cái anh bắt thử tắt cái phone xong mở mở lại thử anh bắt. Tắt ra nhảy vô lại. Đó, kể chuyện em Út nghe rồi. Nói bên châu Âu nó làm quá trời quá đất luôn kìa. Ừ, phải chi anh Bắc ha, phải chi anh Bắc bên đó ông đi lại châu Âu dễ dàng, ông đi ông review có mấy cảnh mà đường hoa với lại bên đó họ họ chợ trang trí Tết như thế nào cho mọi người xem để người ta biết gì ở Việt Nam người ta biết người ta thử. Đúng không? Chứ bây giờ à, nhiều khi rồi. Mình có thông tin không thì người thì nói này người nói kia cũng khó. Mà có một chiếc ô tô chạy vòng ha, phải xách xe hơi cũng được, chạy vòng không quay lại thì chạy này kêu ông xách mô tô.